Báo Việt Net xin kính chào quý vị. Chúng tôi ở đây để đưa tới quý vị và các bạn những tin tức thế giới mới nhất. Và sau đây là những bản tin quốc tế được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Bầu cử Tổng thống Mỹ, bà Harris bị ông Trump bám đuổi sát nút. Kết quả cuộc thăm dò do Reuters, Epoch vừa công bố cho thấy khoảng cách giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump chỉ còn ở mức 44% và 43%. Kết quả cuộc thăm dò được Reuters Ipsos thực hiện trong 3 ngày, kết thúc ngày 29 tháng 10, cho thấy hai ứng viên cơ bản ngang bằng nhau trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Cuộc thăm dò có biên độ sai số khoảng 3 điểm phần trăm theo cả hai hướng. Dù bà Harris dẫn trước ông Trump trong mọi cuộc thăm dò do Reuters, Ipsos thực hiện đối với các cử tri đã đăng ký kể từ khi bước vào đường đua vào tháng 7, nhưng khoảng cách dẫn trước của bà liên tục thu hẹp kể từ cuối tháng 9. Cuộc thăm dò trước đó do Reuters, Ipsos tiến hành từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 10 cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 2 điểm. Cuộc thăm dò mới nhất khảo sát 1.150 người trưởng thành trên toàn quốc, trong đó có 975 cử tri đã đăng ký. Cho thấy ông Trump có lợi thế đáng kể so với bà Harris trong một số vấn đề mà cử tri coi là cấp bách nhất. Khi được hỏi ứng cử viên nào có cách tiếp cận tốt hơn trong các vấn đề kinh tế, giải quyết tình trạng thất nghiệp và tạo việc làm, 47% người tham gia chọn ông Trump, còn 37% chọn bà Harris. Ông Trump có lợi thế về kinh tế trong suốt chiến dịch vận động. 26% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất coi việc làm và nền kinh tế là vấn đề cấp bách nhất của đất nước. Trong khi 24% chọn vấn đề cực đoan chính trị và 18% chọn nhập cư. Ông Trump cũng có lợi thế lớn trong vấn đề nhập cư khi ông đưa ra những đề xuất cứng rắn như trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Khoảng 48% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất cho biết cách tiếp cận của ông Trump đối với vấn đề nhập cư là tốt nhất, trong khi 33% chọn bà Harris. Cuộc thăm dò cũng cho thấy, lợi thế của bà Harris về vấn đề chủ nghĩa cực đoan chính trị đang giảm dần. Khoảng 40% cử tri trong cuộc thăm dò cho biết bà có cách tiếp cận tốt hơn để xử lý chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa đối với nền dân chủ, trong khi 38% chọn ông Trump. Bà Harris luôn nhấn mạnh vai trò của ông Trump trong vụ làm loạn ở đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông Trump phản bác bằng lập luận rằng quan điểm của bà Harris là cực đoan. Bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ hẹp như vậy có thể không đủ để bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, kể cả khi khoảng cách này được duy trì cho đến ngày 5 tháng 11. Các cuộc khảo sát toàn quốc đưa ra những tín hiệu quan trọng về quan điểm của cử tri, nhưng kết quả, đại cử tri đoàn theo từng bang sẽ quyết định người chiến thắng, vì thế, 7 bang chiến trường đóng vai trò quyết định. Ông Trump đã đánh bại ứng cử viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016 nhờ đại cử tri đoàn, dù bà Clinton thắng về số phiếu phổ thông toàn quốc với cách biệt 2 điểm. Thưa quý vị, đáp lại tuyên bố của ông Donald Trump về chỉ số thông minh IQ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói sẽ làm bài kiểm tra nhận thức và tách ông Trump làm bài kiểm tra tương tự. Cụ thể, theo BBC và CBS, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã dành nhiều tuần để đặt câu hỏi liệu trí thông minh và năng lực của bà Kamala Harris có đủ để trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của đất nước không? Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hồi đầu tháng này, ông Trump kêu gọi bà Harris làm và vượt qua bài kiểm tra về sức bền và sự nhanh nhẹn nhận thức. Vào thời điểm đó, ông Trump cáo buộc đối thủ chậm chạp và ẻo hoài khi trả lời ngay cả những câu hỏi dễ nhất. Trong bối cảnh chỉ còn 8 ngày là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra, bà Harris đã đáp lại tuyên bố của đối thủ, nói rằng Bà sẵn sàng làm bài kiểm tra nhận thức để chứng minh kỹ năng của bản thân và thách ông Trump làm điều tương tự. Ứng viên tổng thống của Đảng dân chủ, Kamala Harris đã chỉ ra một loạt cá nhân từng làm việc với ông Trump, những người đã lên tiếng chống lại ông trong những tuần gần đây như một bằng chứng cho thấy ông Trump không đủ năng lực trở thành tổng thống Mỹ. Đừng nghe tôi nói, hãy nghe những người hiểu rõ ông Trump nhất, hãy lắng nghe những gì tướng John Kelly, hai cựu bộ trưởng quốc phòng, cố vấn an ninh quốc gia cựu phó tổng thống nói, họ đều cho rằng ông ấy không đủ tư cách để làm tổng thống Mỹ một lần nữa. Bà Harris nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình CBS tin tức buổi tối. Bà Harris nói về bài kiểm tra nhận thức sau khi bác sĩ Nhà Trắng công bố một bản ghi nhớ cho biết bà có sức khỏe tuyệt vời. Bản ghi nhớ công bố hồi đầu tháng 10 dựa trên kết quả khám sức khỏe hồi tháng 4 và lưu ý phó tổng thống bị dị ứng theo mùa. Ông Trump không công bố báo cáo sức khỏe như bà Harris, Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông đã chỉ ra những bản ghi nhớ tích cực của nghị sĩ Ronny Jackson ở bang Texas là cựu bác sĩ của Tổng thống cũng như bác sĩ riêng của ông Trump. Theo thống kê, hiện đã có gần 44 triệu lá phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã được bỏ. Chỉ còn trong một tuần trước khi đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, ngày 5 tháng 11, cử tri thủ đô Washington DC đã bắt đầu đi bỏ phiếu theo hình thức trực tiếp từ sáng ngày 28 tháng 10. Tổng cộng, có 25 điểm bỏ phiếu sớm ở thủ đô Mỹ đã đồng loạt mở cửa đón cử tri đến bỏ phiếu sớm trực tiếp từ 8 giờ 30 đến 19 giờ hàng ngày, kéo dài từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Trước đó, các cử tri của Washington DC đã tiến hành bỏ phiếu sớm qua đường bưu điện hoặc trực tiếp bỏ vào 55 thùng phiếu được bố trí giải rác trên khắp địa bàn dân cư từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11. Tính đến ngày 27 tháng 10, đã có 86.424 lá phiếu được bỏ sớm theo các hình thức này. Theo thống kê mới nhất của Election Lab thuộc Đại học Florida, tính đến 13 giờ ngày 28 tháng 10, trên toàn nước Mỹ đã có tổng cộng 43.853.849 lá phiếu được bỏ sớm, trong đó có 21.521.385 lá phiếu được bỏ qua đường bưu điện, và 22 triệu 360.658 la phiếu được bỏ trực tiếp tại các điểm bầu cử. Trong số đó, các cử tri đi bỏ phiếu sớm có 39,8% tự nhận là đảng viên Dân Chủ, 36% tự nhận là đảng viên Cộng Hòa, 24,1% cử tri thuộc các đảng nhỏ hoặc độc lập. Tổng thống Mỹ Joe Biden bỏ phiếu sớm, tiết lộ lý do ủng hộ bà Harris. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bỏ phiếu sớm ở Delaware ủng hộ Phó tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc đối đầu với ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ngày 28 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã rút khỏi cuộc tái tranh cử vào tháng 7 năm 2024, đã tham gia bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 cùng nhiều người dân Mỹ. Ông Biden bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu sớm ở thành phố Newcastle thuộc bang quê nhà Delaware cho ứng cử viên Đảng Dân chủ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc đối đầu với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo thống kê mới nhất của Election Lab thuộc Đại học Florida, tính đến 13 giờ ngày 28 tháng 10, trên toàn nước Mỹ đã có tổng cộng 43.853.849 lá phiếu được bỏ sớm, trong đó có 21.521.385 lá phiếu được bỏ qua đường biêu điện, và 22.360.658 lá phiếu được bỏ trực tiếp tại các điểm bầu cử. Trong số các cử tri đi bỏ phiếu sớm, có 39,8% tự nhận là đảng viên Dân Chủ, 36% tự nhận là đảng viên Cộng Hòa, 24,1% cử tri thuộc các đảng nhỏ hoặc độc lập. Kết quả của những cuộc khảo sát gần đây do nhiều phương tiện truyền thông lớn của Mỹ và các tổ chức thăm dò dư luận thực hiện cho thấy, tỷ lệ ủng hộ ứng viên của Đảng Dân Chủ Phó Tổng thống Kamala Harris trên phạm vi toàn quốc nhỉnh hơn ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, từ 2 đến 3 điểm phần trăm. Tuy nhiên, tại 7 bang giao động quan trọng thực sự quyết định kết quả, cả hai ứng cử viên vẫn trong thế bất phân thắng bại, và kết quả cuối cùng được dự báo sẽ rất xích sao. Cũng trong ngày 28 tháng 10, Tổng thống Mỹ đã đánh dấu sự bắt đầu của lễ hội Diwali của người Hindu bằng lời khen ngợi nồng nhiệt dành cho bà Harris người hiện đang đối đầu quyết liệt trong cuộc chạy đua vào nhà trắng với ông trump tổng thống mỹ cho biết ông đã chọn bà harris làm người đồng hành cùng mình vì nhiều lý do như bà harris là một người thông minh cứng rắn và đáng tin cậy theo ông biden bà harris đã trải qua nhiều vị trí như biện lý quận tổng trưởng lý thượng nghị sĩ của bang california và hiện nay là trong vai trò phó tổng thống mỹ có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn đối thủ donald trump tuy nhiên ông biden cho rằng Điều quan trọng nhất mà ứng cử viên đảng Dân Chủ có là bà Harris là người có nhân cách. Phát biểu nơi trên của ông Biden được đưa ra tại Nhà Trắng, nơi Tổng thống Mỹ nói rằng là nhà của mọi người dân Mỹ, nơi Diwali, lễ hội ánh sáng của người Hindu, được xem là ngày lễ quan trọng nhất trong năm tại Ấn Độ, được tổ chức công khai và tự hào. Nhân dịp này, ông Biden bày tỏ mong muốn, Cùng nhau, chúng ta có thể thể hiện sức mạnh của sự tụ hội ánh sáng, ánh sáng của tri thức, của đoàn kết và sự thật đồng thời cho biết bà harris người có cha jamaica và mẹ ấn độ không thể tham dự sự kiện ở nhà trắng do những yêu cầu từ chiến dịch vận động tranh cử vào thời điểm chỉ còn một tuần trước ngày bầu cử